Giá trứng gà giảm mạnh đang khiến cho các hộ chăn nuôi lỗ từ 300 đến 500 đồng mỗi quả trứng thưa quý vị. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau tháng đầu năm nay, ngành chăn nuôi liên tục gặp khó khăn sau khi thịt lợn rất giá, giá thịt và trứng gia cầm trên thị trường cũng giảm mạnh, đặc biệt là giá trứng. Khu thể bình quân 6 tháng qua, giá trứng gà chỉ ở mức 800 đến 1.000 đồng, khiến người chăn nuôi bị lỗ từ 300 đến 500 đồng mỗi quả. Hiện giá mặt hàng này vẫn đang tiếp tục giảm, sản lượng thịt và trứng gia cầm 6 tháng đầu năm nay đều tăng 6% so với cùng kỳ, Liên quan đến chăn nuôi lợn, Bộ Nông nghiệp cho biết vẫn còn nhiều khó khăn do giá thịt lợn vẫn ở mức thấp. Người chăn nuôi chịu thua lỗ dẫn đến tình trạng giảm đàn, bỏ đàn. Đàn lợn cả nước ước tính đến tháng 6 giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.